Rồi xin chào, tiếp tục xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô anh chị là lô giấy Mỹ. À, cây này là em đã dâm vào chậu sống khỏe hết rồi. Đọt cao hết trơn, em tỉa lại nghe cô chú anh chị. Rồi mấy cái đọt non này khi mà em vận chuyển á, nó có thể bị gãy nghe anh chị. Mấy cái đọt nhỏ này nè. Nhưng mà cây đã sống khỏe thường chậu hết rồi. Cô chú anh chị yên tâm ha. Cô chú anh chị nào có đang xem thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em để tiếp tục tham gia những video mới nhất nha cô chú anh chị. Mã số đầu tiên là E20. Mã số đầu tiên là E20 cô chú anh chị. Hoành khớ là 17. Hoành 17. Chiều cao 61. Chiều cao 61. Cây thì chỗ này nó có bị chày. Tại hồi xưa đó anh chị vận chuyển á, nó có bị chày hơi vài chỗ nha anh chị. Mà không sao ha. Cây đâm chồi sống khỏe, cốt bành hết trơn nè. Rồi E20 300.000 thôi anh chị ơi. Em bao ship luôn ha. E21. Cây nó chạy cả chạy chút không sao. Hoành nó là 17. Hoành 17. Chiều cao 30. E21 250.000. 250.000. E22. Mã số E22. Cây em ủ sống khỏe hết rồi. Hoành là 16. Cao 26. E22 250. E23. Hoành dưới là 20. Hoành 20. Chiều cao 30. E23 350. 26, cây này to rồi chú chị. Đó, là to luôn. Hoành cái này là 24. Chiều cao là 80. Mã số là E26 600.000 của chị ơi. E26 600.000 ha. Cây rất là to, bự của chị ơi. E27. E27, cây này cũng khá là đẹp của chị. Hoành đo đại cái này nè. Cái này nè. Hoành đó 25 nha chú anh chị. Chiều cao 32. E27 400.000. 400.000. E28. Hoành cái này là 24. Chiều cao là 31. E28 350. E29. Hoành đây là 18. Chiều cao 35. E20 200. E30. Cái này khá to của chú anh chị. E30 ha. Hoành ngay cái này là 24. Cao là 47. E30 400.000. Mấy cái đọt non này nữa. E34. Rồi em xin kính chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô sam trái. Sam trái với còn lại hai cây kim quýt nha cô chú anh chị. Sam trái này em hết hàng rồi, chỉ còn có mấy cây nữa thôi nha cô chú anh chị. Cây em đã ủ ẩm, ủ sẵn ha. Cho anh chị ha, đâm chồi sống khỏe hết rồi. Anh chị cứ để gì và đem về trồng thôi ha. Rồi cây này thì mã số là E10 nha cô chú anh chị. Đó. Đế rất là đẹp nè. Cô chú anh chị nào có đang xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ em cô chú anh chị. Hoành cứ là 11. Hoành 11. Chiều cao 31. Đường kính bầu 21. E10 500.000 em bao ship. Rồi cây này là E10 500.000 xăm trái nha cô chú anh chị. E11. Cây này nó có co rất là quái ha cô chú anh chị. Có cái tàn sẵn luôn. Ra rễ rất là nhiều nè, rễ cám. Hoành có là 10. Hoành 10. Chiều cao 29. E11 450 nha cô chú anh chị. E12. Này em còn có mấy cây nữa thôi cô chị ơi, hết rồi. Hoành có là 9. Hoành 9. Chiều
Chiều cao 29. Chiều cao 29. E 12 550 bao nhiêu? Rồi 550.000. E 13. E 13. Quanh có là 11. Chiều cao 24. E 13 400.000. E 13 400.000 của chú anh chị. E 14. Quanh là 10. Chiều cao 27. E 14 400.000. Rồi tiếp E15. Theo E 15. Co rất là quái luôn chị nha. Hoành 9. Chiều cao 22. Hoành 9 chiều cao 22. E15 350.000. E15 350.000. E17. Đó. Cây kim quýt này cũng khủng bố nha chị chị. Mấy cây này là lâu lớn đó nghe chị. Cây mà bự như thế này là cực kỳ lâu lớn ha. Bệ đế nè. Cây này đã sống khỏe thường chậu ha, nhỏ nhổ chậu ra của chú anh chị. Chứ không phải là cây mới bứng dưới đất ha. Do đó rễ tơ rất là nhiều. Quanh đó là 24. Em đo ở đây là 24 nè. Rồi em đo thử dưới này coi. Ừ, đo thử dưới đó. Cái đây là 33. Đó là 33. Chiều cao là 83. Chiều cao 83. Rồi em 17 1 triệu 9 nha anh chị. Rồi em xin kính chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em mới về được loại kích rễ của Trung Quốc. Này ổng gài khoảng chừng 1 năm trời rồi cái biên giới đóng cửa đó anh chị. Nên không có nhập hàng được ha. Giờ mới về ha anh chị. Loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha. Cực kỳ im nha anh chị. Đó rất là im ha. Kích rễ cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký 500 gram. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200.000 em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng á, thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước. Hoặc một gói này nè, mình pha với 300 lít nước ha. Do đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị. Như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới hai lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì tuần mình tưới một lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á anh chị tưới tuần hai lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về mới hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi. Anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200.000 một gói 500 gram này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền triệu mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cây bành kia bằng gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mứt gượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục. Ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. Nè, đó. Đó. Chị xem ha, ngọt ngơ luôn, nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó. Chỉ 120.000 em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu với cô chú anh chị là cái loại kéo tỉa. Kéo tỉa nha. Hàng này hàng bãi của Đài Loan. Đó ha, kéo tỉa Đài Loan. Kéo này là cực kỳ bán. Đó, em bao hàng như chị ha, này là kéo bãi nha chị, là kéo cũ á. Nhưng mà nó là loại thép đúc nguyên khối như thế này, cán rổ rất là đẹp. Đó, chị có thể xem ha, cán rổ rất là đẹp luôn ha. Đó, đã xử lý mài nhũa trơn rồi nè chị, nhìn tờ giấy nha. Cắt nè. Đó. Rất là mướt luôn anh chị ơi. Đó, thép đúc nguyên khối. Đây là hàng cũ đó nha anh chị. Nó không phải như là anh chị muốn đòi cây mới cáo 1 triệu mấy 2 triệu một cây lận nghe anh chị nha. Này hàng bãi đó chị nè.
Đó, chất lượng tuyệt vời luôn chị ơi. Em bảo hành cho anh chị luôn ha, anh chị nào cứ mở ra xem. Đó, cắt cành. Đó, cắt giấy mà nó mượt còn hơn là gì nữa chị. Ha. Loại loại kéo tỉa này ha là 180.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó. Kéo tỉa Đài Loan, hàng bãi nha anh chị. Đó, nè, cán gỗ luôn. Anh chị về thường xuyên thay dòng nhớt cho nó là xài là rất là bền luôn, vĩnh viễn luôn á. Ha, 180.000 một cây em bao ship. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa. Này gọi là cưa lách cán gỗ. Đó. Hàng cũng công nghệ của Nhật Bản. Bao bén. Anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó, cây cưa như thế này. Đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000. Đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị. Chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship. Một cây là 70.000. Đó, em bao ship cho mình. Nè, em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha. Rất là em bao bén luôn ha. Nè đây. Anh chị không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha. Đó, nè. Bao bén luôn. Đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ, anh chị coi nè, cái mặt cắt nè. Đó, mướt rượt luôn. Mặt cắt rất là mướt nè. Rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai đây. Đó, mặt cắt rất là phẳng luôn. Ha. Đây. Cưa lách rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha, tầm khoảng 23 xanh anh chị ơi. Nè, 23 xanh. Em ha. Mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 sen. Ừ, tính cái cán luôn là cỡ 30 sen, còn cái lưỡi không là khoảng 25 sen nha anh chị. Đó, 23 sen. Đó. Nè anh chị nhìn cái lưỡi cưa nhìn gần lại. Cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha. Em bao hàng với anh chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè. Những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này. Đó. Mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha. Chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha anh chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha. Một cây em không bao ship nha anh chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đúng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị clip sau nha.